Quý vị và các bạn thân mến, thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều mô hình điểm về xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, hiến đất làm đường giao thông đô thị, nội đồng, vân vân. Hơn hết là huy động các nguồn lực đóng góp công sức hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu giai đoạn 2019-2024 mà tỉnh đã đề ra. Hãy cùng phóng viên chương trình đến thăm các mô hình tiêu biểu ấy tại thành phố Đà Lạt. Những bờ tam luy đá được khoác lên mình tấm áo mới là những bức bích họa miêu tả phong cảnh, công trình kiến trúc hay các khu điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Đà Lạt, là hình ảnh không quá xa lạ với người dân cũng như du khách khi đến với Đà Lạt, thành phố Festival Hoa. Như tại bờ tường tam luy dài 41m, cao hơn 2m trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thuộc phường 1 thành phố Đà Lạt là một ví dụ. Theo chia sẻ, kinh phí triển khai thực hiện việc vẽ tranh trên bờ tam luy đá do tổ dân phố huy động đầu tư thực hiện. Được biết tổng kinh phí thực hiện vẽ tranh bích họa và xây dựng các tiểu cảnh hoa dọc tuyến đường là hơn 60 triệu đồng, được thực hiện 100% theo hình thức xã hội hóa do hệ thống chính trị phường vận động doanh nghiệp và người dân tham gia đóng góp. Được sự lãnh đạo của cấp trên thì chúng tôi cũng là tôn tạo lại bức tranh để chào mừng đại hội mặt trận thứ nhất là của thành phố và của tỉnh Lâm Đồng vừa qua, thì tiếp tục thì chúng tôi cũng là tôn tạo lại cái vẻ đẹp, trồng thêm hoa để chúng tôi tiếp tục chào mừng lễ hội Festival Hoa và tiến tới là đại hội các cấp khóa 10, nhiệm kỳ 2025-2030. Trên cái phương diện là tổ, chúng tôi đã nhận cái kế hoạch của phường về triển khai cho từ ban điều hành tổ dân phố, hệ thống chính trị và tới tất cả bà con nhân dân trong tổ. Tại vì chúng tôi đã có cái giúp Zalo của tổ dân phố, khi có kế hoạch một cái là về chúng tôi triển khai ngay, thì bà con trên tổ dân phố rất nhiệt tình hưởng ứng và tham gia ủng hộ đóng góp. Thì nguyên cái bức tranh này là chúng tôi cũng kêu gọi xã hội hóa. Thì cái ý tưởng đầu tiên là của chi bộ tổ dân phố, xong rồi bắt đầu triển khai đến hệ thống chính trị, toàn hệ thống chính trị. Khi toàn hệ thống chính trị nhất trí rồi, xin ý kiến của Đảng ủy và Ủy ban nhân dân, thì lúc Ủy ban nhân dân cho phép thì bắt đầu chúng tôi triển khai và tiến hành làm. Chúng tôi đã triển khai rồi và tuyên truyền cho bà con nhân dân là mua thêm hoa, trang trí trang hoàng trước cửa nhà của từng dãy phố. Những năm gần đây, thành phố Đà Lạt thường xuyên yêu cầu các phường xã quan tâm đầu tư, chăm sóc công trình điểm của địa phương cũng như nhân rộng các điển hình người dân thực hiện tốt phong trào xanh sạch đẹp trên địa bàn để truyền cảm hứng lan tỏa đến với mọi người với phương châm người người trồng cây, nhà nhà trồng cây. Phấn đấu mỗi hộ dân, mỗi gia đình, một hội viên, đoàn viên trồng từ 2 cây xanh, cây phân tán. Tham gia trồng hoa, treo giỏ hoa trước nhà, không chỉ nhằm mục đích tạo không gian sống xanh sạch đẹp, mà còn góp phần gìn giữ cảnh quan môi trường và xây dựng thành phố Đà Lạt văn minh, thân thiện. Ban điều hành tổ dân phố thì vận động bà con là chung tay góp sức và kể cả đóng góp kinh phí để mà tôn tạo xây dựng và đóng góp với cái xây dựng cái đường xuôi hoa để tạo cái cảnh quan môi trường xung quanh khu vực sống của khu dân cư, cũng như là cũng cần là động viên tinh thần và nhắc nhở bà con giữ xanh sạch đẹp, cũng như là mình hạn chế cái vấn đề. Từ ngày mà xây dựng được cái đường xuôi hoa thì cái tình trạng là bỏ rác không đúng giờ cũng như là vứt rác xuống suối là coi như là được giải quyết được triệt để, và suối hoa tự nhiên là thành khách du lịch và khách nhất là khách nước ngoài nữa cũng hay check in chụp hình, thì đó là một cái nét đẹp của tổ dân phố 13 nói riêng và cái phường 2 nói chung. Đối với việc mà triển khai đại hội đại biểu mặt trận các cấp thì phường cũng đã chủ động triển khai các kế hoạch phần việc cũng như là công trình trên địa bàn tổ dân phố. Thì các tổ dân phố như là phường 2 có 18 tổ dân phố, thì mỗi tổ dân phố sẽ có một phần việc, một công trình. Như các cái tổ dân phố mà không có công viên thì sẽ tổ chức như là đường hoa, đường cờ tại các cái điểm mà đang là bờ tà ly có thể nguy cơ là
để rác nhiều thì chúng tôi sẽ vận động nhân dân cũng như tổ dân phố ra để trồng các cái hàng cây để giúp cho cái cảnh quan khu nó đẹp hơn và cũng như là một cách tuyên truyền cho bà con bỏ rác đúng nơi và đúng giờ quy định. Thì đối với người dân thì nhận thức rất là cao, cao trong cái việc thứ nhất rằng là vệ sinh trang hoàng khu dân cư, thứ hai nữa rằng là nếp sống của gia đình, thứ ba nữa rằng là khi mà đóng góp hoặc là vận động các cái cuộc vận động như là xây dựng các cái công trình công cộng thì bà con nhân dân đóng góp rất là cao. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đối với các công trình nhân vận thì chúng tôi cũng được nhận được sự ủng hộ của nhân dân rất là cao, thì cũng huy động được nguồn lực xã hội gồm là như là đường hoa ven suối ở đường Tô Ngọc Vân, chúng tôi đã huy động được khoảng 96 triệu đồng để thực hiện cái việc mà tưới tiêu tự động. Sắp tới chúng tôi sẽ lắp thêm là đèn ánh sáng cũng như là có thể bố trí thêm một cái số đoạn đường cờ để treo vào các ngày dịp lễ lớn trong năm. Với phương châm các công trình chào mừng phải thực sự thiết thực vì lợi ích của người dân, phục vụ chính nhu cầu của nhân dân ở từng địa bàn khu dân cư. Trong đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, thành phố Đà Lạt đã vận động nhân dân hiến đất làm mới 17 tuyến đường với tổng trị giá trên 28 tỷ 600 triệu đồng, cùng gần 390 ngày công lao động và hơn 29.100 mét vuông đất. Trước kia thì con đường này nó ở trên kia nó chỉ có khoảng độ 2 mét thôi. Bà con là cứ mỗi một năm là nó hư thì lại đi vận động, rồi mỗi người nhà nào nhiều thì 1-2 triệu, nhà ít thì 1-200. Bây giờ làm vườn thì đi lại nó cũng khó khăn, đường xá thì nó nhỏ, mà nghe thì có cái chính sách nhà nước hỗ trợ làm đường thì bà con cũng phấn khởi, thì cũng mình cũng ai thì nhiều ít kể cả là nhiều ai cũng đồng ý là hiến đất, mong sao sớm có đường để đi lại sản xuất cho nó thuận tiện. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Hùng cũng đã ban hành kế hoạch số 49 về đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Thì trên cơ sở kế hoạch đó thì chúng tôi cũng đã triển khai đồng bộ trên các thôn trên địa bàn xã Tân Hùng thì có 6 thôn. Thì mỗi thôn có một cái công trình để chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp. Qua tuyên truyền vận động thì bà con cũng nhận thức cao hơn, từ đó thì có cái sự đồng thuận trong toàn xã để thực hiện các cái chương trình đường giao thông nông thôn trong cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Có thể thấy từ những công trình phần việc được thực hiện trong phong trào thi đua đặc biệt trên là tâm huyết, là món quà ý nghĩa của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn nhiệm kỳ 2024-2029. Phong trào thi đua không chỉ khẳng định vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh về việc tập hợp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mà còn cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc chủ trì phát động nhằm xây dựng địa phương ngày càng phát triển.